Như vậy là sẽ chốt tăng cường thêm 5 xe nữa nhá, để chị báo chị Vân. Ok chị. Ok. Chị ơi. Ừ. Có một số tiền cực lớn được chuyển vào quỹ của bên mình này. Ô, sao nhiều thế nhỉ? Ghê vậy? Anh đoán là cô Nghĩ. Anh đây. Có phải anh là người chuyển tiền vào quỹ không? Ừ. Tiền anh bán Lan Hà, anh muốn gửi lại. Anh chia thành hai khoản. Một khoản anh gửi trên danh nghĩa cho em, một khoản là cho quỹ. Cái gì của mình thì là của mình, cái gì không phải thì anh gửi lại thôi. Nhưng mà... Đừng suy nghĩ gì cả. Như mẹ nói thì chỉ là anh đang chúc phúc cho con thôi. Anh có một cô con gái dễ thương. Anh có cô. Bây giờ anh muốn có những giấc ngủ ngon. Trong lòng không cần phải bận tâm hay anh ấy gì cả. Vậy thì lúc nào chúng ta gặp nhau đi, để bàn bạc về cách xử lý số tiền này. Đây là một số tiền lớn, tôi không thể tự ý quyết định được. Ừ, được. Vậy chốt như thế nhá. Chào anh. Đúng là đời ha. Không biết được rốt cuộc ông Nghĩa lại là người quay đầu là bờ. Ừ, đúng là đời không biết đâu mà lần ha. Ừ. Anh ăn ở đâu đến nỗi nào đâu mà bây giờ phải trông nom nguyên cái sân vận động này hết đời. Nam. Dạ. Cái gì? Mày nói cái gì đó? Cho nói lại lần nữa đó. Cái gì? Hả? Anh yêu em. Các vị đã thấy Trường Ngân Hà không chỉ đơn thuần là cung cấp dịch vụ lưu trú, mà quan trọng hơn thế là việc tối ưu hóa trải nghiệm các cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bắp và sức khỏe tinh thần. Chính vì thế mà khi đặt chân tới Lan Hà, buông bỏ những cái bận rộn trong cuộc sống thì các vị sẽ có được tất cả, mặc dù không có gì. Tại sao tôi lại nói như vậy? Dù là Trường Lan Hà là không có được những cơ sở vật chất tiên tiến bậc nhất, nhưng khi đến sống ở Trường Lan Hà thì các vị sẽ được đánh thức bởi tiếng gà gáy bản, rồi tự tay trồng trọt hoa màu và những cây thuốc, rồi có thể là đọc sách, uống trà ở trên đỉnh núi, rồi có thể đặt trước các gói massage trị liệu cùng với các thầy thuốc bản địa, hoặc là tham gia các khóa thiền định và yoga ở trên bên cạnh thác nước và trên đỉnh núi. Đấy. Mời quý vị đi tiếp, làm cho quan tiếp nhé. Vâng. Nghe hành thuyết trình như thế, vị khách khó tính nhất hành tinh đã đồng ý chốt đơn để lưu trú ở đây lâu dài chưa? Chốt.